Có thể nói, vấn đề Biển Đông là trọng tâm của hội nghị lần này. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo và nhấn mạnh hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng vì lý do Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nhà lãnh đạo ASEAN đều bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng đây là hành động nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Quy tắc ứng xử ở Biển Đông DOC mà Trung Quốc là một bên ký kết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực. Thì điều đó thể hiện lên là cái sự lo ngại của các nước. Thì đó không phải chỉ là lo ngại của các nước có cái tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, mà kể cả những nước không có tuyên bố, vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái khu vực, đến toàn bộ cái tình hình hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở đây. Bài phát biểu của Thủ tướng đã truyền tải thông điệp rõ ràng của Việt Nam về những diễn biến nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông, khẳng định lập trường nhất quán và những đề xuất hết sức xây dựng của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này, qua đó thu hút sự quan tâm của dư luận và sự đồng thuận cao giữa các nhà lãnh đạo ASEAN. Theo ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đây là một thành công đáng kể của ngoại giao Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh sự đoàn kết của ASEAN vốn dĩ đã có lịch sử bị sứt mẻ ít nhiều vì nhân tố Trung Quốc. Đến năm 30, chúng ta cũng phải thấy rõ là trong các nước ASEAN, thì những cái nước mà có cái quyền lợi thiết thân sát sườn với gắn ở Biển Đông đó, cũng không phải là tất cả. Đương nhiên là những người có cái nước mà có cái quyền lợi gắn bó ở đây đó, thì người ta có một thái độ rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái suy nghĩ về một vài nước. Họ không gắn bó với Biển Đông, họ không có quyền lợi đấy. Thì thái độ họ như thế nào? Thì có thể nói trong những năm qua thì cái đó đã có cái biểu hiện như vậy mà làm cho chúng ta không vui. Mà làm cho cái đoàn kết của ASEAN có khi cũng bị thử thách. Thậm chí nếu nói về mặt nào đó là có sức mạnh. Nhưng mà lần này đó, có được cái như vậy thì tôi cho là một thành công lớn. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, ASEAN càng cần phải củng cố đoàn kết, duy trì tiếng nói chung trong xử lý các thách thức đặt ra, xây dựng và bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử chung trong quan hệ giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với bên ngoài. Vì vậy, nếu coi vụ giàn khoan Hải Dương 981 là một phép thử của Trung Quốc với phản ứng chính sách của Việt Nam, thì cũng có thể coi Biển Đông là một phép thử đối với tất cả các nước Đông Nam Á trong xử lý thách thức an toàn, an ninh khu vực khi cái ngưỡng xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vào năm 2015 đã cận kề.